Hello anh em, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn clip fade, cụ thể là mid fade nhé. Thì cái mái tóc này hiện tại thì nó đang có cái đường kẻ, thì mình sẽ cũng dựa theo một phần cái đường kẻ đấy để mình tạo level hoặc là mình tạo điểm nhấn. Tại vì là khi cái đường kẻ thì nó sẽ bị một cái vệt trắng ấy, thì anh em khi fade thì nó sẽ khó đẹp hơn những cái mẫu bình thường đó. Thì còn bên này thì mình fade như bình thường thôi. Thì đầu tiên anh em vẫn dùng những cái cữ mức sắt nhất nhá. Đến cái bước mà mình vừa dơ cữ 3 lên thì nó nằm ở level 3 rồi. Còn level 2 thì anh em sử dụng mức mở lưỡi nhá, tức là mức mà anh em đang nhìn thấy đây. Đây là 4,8mm. Thì mình sẽ cắt mức này ở cái mức trên cùng. Đó. Hầu như anh em nếu mà xem những cái video dạy fade của mình ấy, thì mình đều sử dụng một cái công thức chung thôi. Tùy theo chúng ta là chúng ta fade theo kiểu như thế nào thì chia, nó sẽ liên quan đến việc anh em chia to nhỏ của cái level thì nó sẽ ra những cái hiệu ứng nó khác nhau. Đó. Bây giờ mình sẽ phá ngấn cái vùng trên trước, thì anh em sử dụng cữ 3,8 và chúng ta cứ đóng mở cữ dần dần. Ví dụ anh em mà fade mà nó chưa hết thì anh em cứ gạt lên một tí. Bao giờ mà anh em cảm thấy nó hết ngấn thì anh em dừng lại. Đó. Tiếp theo đó là cái bước 1,5 này. Đó. Thực ra khi mình thấy rất là nhiều anh em chúng ta cứ đi vào tóc ấy, chúng ta đi rất là nhiều lần. Nhưng mà thực chất anh em xem là khi mà mình chỉnh cái tông ấy, nó có đúng với cái mức độ mà chúng ta cần cắt đi tóc hay không. Mình hình dung là sợi tóc nó đang cần mất đi khoảng 1 đến 2mm đi, mà bây giờ cần sử dụng mức là 1,3, mà anh em sử dụng 1,5 thì nó không thể nào nó hết được, đúng không? Đó, nên là anh em phải, tức là khi chúng ta fade chúng ta kết hợp cả nghe nữa nhá. Khi anh em di di vào da đầu mà nó không xoẹt xoẹt mà tóc nó vẫn thế, vẫn còn ngấn ấy, thì chúng ta nên chỉnh mức sát hơn. Đó là cái cách và cái kinh nghiệm cá nhân của mình hay làm như vậy, thì anh em có thể áp dụng nhé. Đó, cái về phần cái cạo khô thì cũng nhiều anh em mới học nghề thì anh em cũng chưa biết là cách phá ngấn nó như thế nào. Thì cái cạo khô thì khi chúng ta vẩy xuống ấy, thì là nó sẽ còn một chấm chân tóc. Khi vẩy lên thì nó sẽ hết chân tóc luôn. Nó tương đương như kiểu anh em khi chúng ta cạo bằng con dao lam, cạo ngược ấy. Đấy, và giữa cái phần mà anh em chia level mức đầu tiên với cả cái phần cạo khô ấy, thì anh em nên sử dụng chấn viền thì nó sẽ mới phá được ngấn nhé. Đấy. Còn bước tiếp theo là chúng ta cứ nối từ cái phần mà anh em có nhớ phần nào là phần dài nhất không? Đó chính là cái phần 4,8mm. Thì chúng ta cứ từ phần 4,8mm chúng ta đi lên. Đấy. Vẫn như mọi khi là mình sẽ dùng thêm kéo tỉa. Kéo tỉa là sao? Là ở những cái vùng mật độ tóc nó dày hơn thì chúng ta sẽ dùng kéo tỉa. Đó. Còn anh em mà sử dụng kéo tỉa vào những cái phần mỏng hơn nhá, thì nó lại bị lẹ mất và sẽ mất hiệu ứng. Anh em hiểu chứ? Chúng ta chỉ sử dụng kéo tỉa vào những cái phần nó dày hơn những khu khác thôi. Đấy, chứ đừng thấy mình là dùng kéo tỉa mình cứ đi là anh em cũng đi hết đầu như vậy. Anh em phải nhìn được là cái đoạn nào nó dày hơn, đoạn nào nó mỏng hơn. Đấy. Đến phần cắt tốp thì mình sẽ chia cái đường ở giữa trước để mình cắt này, để mình lấy cái điểm chuẩn. Sau đó mình lấy ra hai bên xung quanh. Thực ra về cái phần cắt tốp này thì anh em cần nắm chắc cái yếu tố gì, đó chính là điểm rơi và góc độ. Anh em phải hình dung được điểm rơi và góc độ thì chúng ta cắt tốp nó mới đẹp, mới chuẩn được đó. Và những cái phần như này thì những anh em nào làm tóc lữ thì anh em sẽ cắt rất là tốt cái phần tốp đấy. Theo mình đào tạo nhiều thì mình thấy như vậy. Còn những anh em về nam thì mình nói tức là tiểu số nhé, tức là nó sẽ có nhiều bạn là thường là yếu về phần tốp là nhiều. Vậy nên anh em hãy chắc cái phần tốp nhé. Tại vì cái phần tốp là cái phần mà khách hàng người ta chú trọng nhất đó. Về các cái phần mà tốp hay là về vuốt thì mình sẽ làm video chia sẻ sau. Còn video này thì mình sẽ tập trung vào chia sẻ fade cho anh em đó. Thì đây là cái kết quả của mình. Anh em thấy có gì không ok hoặc là những cái gì cần góp ý cho mình thì anh em cứ mạnh dạn comment ở dưới nhé. Bye bye anh em.